Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể tạo fake một cái table rồi Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ viết câu lệnh query để lấy lên tất cả danh sách của user nha Cụ thể ở đây thì trước khi bắt đầu video này các bạn sẽ bổ sung cho mình một cái cột nữa đối với cái table của chúng ta Đây chính là, là cột action Tức rằng là về sau này đối với cái danh sách user của chúng ta các bạn có quyền xóa user này Hoặc rằng là chúng ta sẽ cập nhật user đấy thì các bạn sẽ bổ sung cho mình cái cột này nha thì để làm được cái cột đấy thì trước tiên đấy đối với cái file home js các bạn này các bạn sẽ mở cái file home js bên trong này thì đối với cái phần table head các bạn sẽ bổ sung cho mình cái phần action ở đây đồng thời thì ngay ở dưới này thì các bạn chỉ cần bổ sung cho mình một cái table row thôi đối với table row đấy các bạn sẽ bổ sung cho mình cái đoạn này table data của chúng ta sẽ có hai cái nút gọi là edit và delete sau khi mà các bạn đã có như vậy rồi các bạn quay lại đây các bạn refresh lại giao diện thì nó sẽ được như thế này thì đây chính là, là cái vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ làm Vấn đề thứ hai các bạn để ý thấy rằng là đây chính là là trang chủ đúng không nào? Thì sau này nếu mà các bạn muốn hiển thị danh sách động những cái user đấy thì bắt buộc chúng ta vào cái trang này một cái thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải query xuống DB và các bạn lấy lên danh sách user đúng không nào? Để làm điều đấy có phải rằng là chúng ta sẽ xuất phát với cái route chính là cái route vạch chéo là cái route homepage. Các bạn sẽ mở cho mình cái file để chính rằng là, là file route đúng không nào? Chúng ta sẽ nhìn từ route chúng ta đi vào từ giao diện mà thì đối với cái đường link gạch chéo có phải rằng là chúng ta đang gọi từ cái hàm get home page đúng không thì ngay tại đây thì mình sẽ giữ chuột trái và mình click một cái các bạn này nó sẽ nhảy qua cái file này của chúng ta hiện tại thì chúng ta chỉ đơn thuần gọi là lấy ra cái file home js thôi thì trước khi mà chúng ta lấy ra cái file này thì bây giờ mình muốn rằng là chúng ta sẽ lấy data để lấy được data có phải rằng là chúng ta sẽ dùng lại cái biến connection ở đây đúng không nào thì ngay ở đầu tiên này mình sẽ cho một cái để chính rằng là resource và thứ hai chúng ta sẽ có một trường nữa để chính là field đấy rồi chúng ta sẽ bằng nha các bạn nha ngay ở đây các bạn sẽ cho mình keyword await các bạn này chúng ta sẽ await à, ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn một trường hợp nha đây chính là là mình không hề có keyword await các bạn sẽ nhìn nha mình sẽ cho nó một cái connection query nha chúng ta sẽ viết một câu lệnh để chứng rằng là, là select sao đúng không nào ở đây thì mình sẽ viết gọi là select sao select sao from user sao các bạn lưu ý rằng là cái user này của chúng ta hình như rằng là chúng ta sẽ cần phải có chữ hoa đấy các bạn cái table của chúng ta hiện tại thì trong database thì hôm trước mình đang đặt gọi là để mình check xem nào Chúng ta đang đặt là user thêm S và là chữ hoa chữ U viết hoa nha. Ngay tại đây thì các bạn sẽ cho mình một cái như thế này. Trước tiên thì ở bên trong cái hàm get homepage các bạn sẽ cho mình một cái đoạn query như thế này. Và ngay tại đây mình sẽ check xem xem là, là có điều gì xảy ra này. Ngay bên trong này mình sẽ dùng câu lệnh console.log nha và mình sẽ check row chẳng hạn. Đấy rồi. Mình sẽ in ra cái biến resource của chúng ta. Rồi, mình sẽ in ra cái biến resource của chúng ta. Đấy xong. Ok. Như vậy rằng là mình đã in ra một cái dòng này Các bạn sẽ bổ sung cho mình cái đoạn này vào bên trong cái file Get Home Page đấy Bây giờ các bạn quay trở lại cái file Get Home Page và chúng ta sẽ refresh lại các bạn này Các bạn thấy rằng là ngay lập tức chúng ta bị một cái lỗi để chính rằng là undefined is not a function và chúng ta đang bị lỗi tại dòng Home Controller các bạn này Chúng ta đang bị lỗi tại cái file này Tức rằng là tại cái hàm Get Home Page Và chúng ta uh, bị tại, cái dòng thứ năm các bạn này Ký tự 29 Dòng thứ năm của chúng ta để chính rằng là cái đoạn này các bạn này thì ở đây thì mình sẽ xem xem rằng là chúng ta có gõ đúng những cái giống như hôm trước không nào Chúng ta có field này Chúng ta Connection.Query Như vậy rằng là nếu mà chúng ta không chờ ấy, thì ngay lập tức ở đây thì nó sẽ bị lỗi các bạn này Các bạn biết tại sao nó bị lỗi không? Bởi vì rằng là cái đoạn này các bạn này Cái đoạn này của chúng ta ấy, nó sẽ trông chờ rằng là cái vế bên phải của chúng ta nó sẽ trả ra dưới dạng Array Trong khi rằng là nếu mà các bạn không dùng Array ấy, thì chúng ta sẽ bị lỗi Thành ra rằng ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là AOS nha Mình sẽ AOS và ngay ở đầu hàm này mình sẽ cho nó là Async Xem xem rằng là chúng ta có còn lỗi nữa không Đấy rồi mình sẽ cho nó là Async và AOS này à, Lý do chúng ta bị như vậy cá nhân mình thì mình đoán rằng là do cái đoạn này thôi các bạn này Bây giờ thì mình sẽ quay lại nha Nó cũng báo lỗi tại dòng thứ năm các bạn này Các bạn đọc lỗi ấy các bạn chứ thấy lỗi thì chúng ta bình tĩnh nha Không có điều gì phải sợ đâu Mình sẽ refresh một cái thì lần này nó hết lỗi rồi đúng không nào tuy nhiên rằng là mình quay trở lại được ứng dụng của chúng ta và nếu như rằng là các bạn để ý ở dưới console log ấy, chúng ta đã in ra được cái trích row rồi. Chúng ta đã lấy được hết data rồi đúng không? Điều tiếp theo mình muốn làm ấy, đấy chính rằng là, là sau khi các bạn đã lấy được data như thế này, chúng ta muốn hiển thị ra giao diện đúng không nào? Thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải truyền cái data này sang bên cái phần igs tức rằng là, là bên cái giao diện của chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải truyền từ phía controller sang view thì như vậy rằng là nó mới render ra được kết quả đúng không nào? Tuy nhiên rằng là bây giờ chúng ta không hề biết làm như thế nào cả thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để giải quyết cái bài toán của chúng ta ấy, có một cách rất chiều đơn giản đây chính là là các bạn sẽ google nha cá nhân mình thì mình sẽ google như thế này các bạn này để chính là là how to pass a value from express to EJS bởi vì rằng là chúng ta đang muốn truyền một cái dữ liệu từ cái thằng express và các bạn muốn truyền tới thằng EJS đúng không nào các bạn lưu ý rằng là ở đây chúng ta không search tiếng việt nha chúng ta sẽ search 100% bằng tiếng anh cả thì những cái như thế này thì các bạn sẽ lên trang stack overflow các bạn này các bạn sẽ xem xem rằng là bọn nó làm như thế nào nha ở đây thì mình sẽ lướt nhanh tới cái phần mà câu trả lời bởi vì rằng là các bạn không cần phải đọc chi tiết cái phần câu hỏi đâu chúng ta xem xem rằng là phần câu trả lời có đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta không ấy trước tiên thì các bạn sẽ để ý cho mình này đối với cái hàm render ấy nó sẽ truyền thêm một cái tham số thứ hai các bạn này thì đây chính là cách các bạn truyền data thì có hai điều lưu ý khi các bạn truyền data thứ nhất rằng là chúng ta sẽ truyền ở dưới dạng một cái biến object và thứ hai đây chính rằng là, là các bạn sẽ đặt tên tên và giá trị các bạn này đây chính là biến các bạn muốn truyền sang cái thằng ICS và cái phần bên tay phải để chính rằng là, là giá trị các bạn muốn gán cho biến này đồng thời bên phía thằng ICS để các bạn sẽ dùng cho mình cặp dấu như thế này này chúng ta sẽ dùng một cặp dấu rất là đặc biệt như thế này để cho nói với thằng thằng HTML biết rằng là đây là một cái biến của JavaScript chứ không phải rằng là HTML tag đồng thời thì các bạn sẽ gọi nó ở bên trong này thì đối với thằng IGS các bạn có thể vào cái trang này các bạn này igs.co ấy thì chúng ta sẽ vào thằng này. Và đây chính là cú pháp của nó các bạn này. Các bạn có thể viết như thế này và chúng ta sẽ viết cái phần logic của thằng IGS bên trong cái cặp dấu đóng mở tác như thế này. Về cái thằng IGS này hôm sau thì mình nói cụ thể hơn. Còn bây giờ mình muốn rằng là chúng ta sẽ truyền cái biến kết quả của chúng ta sang để làm điều đấy thì bên cạnh cái thằng này các bạn này bên cạnh thằng home này này các bạn sẽ thêm cho mình một dấu phẩy nha tức rằng là chúng ta sẽ truyền một cái biến tuy nhiên rằng là biến của chúng ta là ở dưới dạng object các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có thể truyền một cái view này sau đấy thì chúng ta truyền một cái option và cái option của chúng ta dưới dạng object các bạn này thì ở đây chính là việc các bạn dùng tay swipe vậy thì nó gợi ý như vậy bây giờ thì mình sẽ truyền một biến đây chính rằng là, là mình sẽ đặt là user thêm s để tượng trưng hoặc rằng là các bạn có thể đặt là list user mình sẽ đặt như thế này để cho nó tường minh thì đối với cái list user của chúng ta thì chúng ta sẽ gán giá trị gì? Để chính là là mình sẽ gán luôn cái row các bạn trả về nhá. Để chính là cái phần resource của chúng ta xong. Sau khi mà các bạn đã thêm như thế này, các bạn làm đến đâu chắc đến đấy nhá. Các bạn quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta, các bạn refresh một cái thì các bạn thấy rằng là cũng không có điều gì khác biệt cả. Lý do nó không có điều gì khác biệt bởi vì rằng là các bạn đang lấy dữ liệu từ phía controller, các bạn truyền qua view. Tuy nhiên rằng là bên phía thằng view chúng ta chưa dùng, thành ra rằng là nó không có điều gì khác biệt bây giờ thì mình sẽ mở file home các bạn này ví dụ như rằng là ở ngay cái table của chúng ta ngay ở dưới ngay ở trên cái phần này đi mình sẽ in ra để chúng ta xem bằng mắt xem xem rằng là chúng ta có lấy được cái giá trị từ bên thằng view từ bên thằng controller chuyển qua thằng view không để làm điều đấy các bạn sẽ cho mình một cặp dấu đóng mở ngoặc như thế này các bạn này các bạn lưu ý rằng là đây chính là cặp dấu của thằng is nó báo đỏ như thế này thì kệ nó nha và để in ra được một biến đấy các bạn sẽ dùng cho mình dấu bằng ở đây đấy tiếp theo nữa đây chính là tên biến các bạn muốn in ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta đang định nghĩa biến của chúng ta tên là list user và chúng ta gán giá trị của nó để chính là resource. Các bạn lưu ý rằng là cú pháp chúng ta viết như thế này này nó sẽ giống hệt như việc mà các bạn dùng trong uh, uh, trong tin học đại cương ấy thì nó sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ lấy giá trị của biến y chúng ta gán thằng x đúng không nào? Thành ra rằng là bên view ấy nó sẽ lấy giá trị này chứ không phải rằng là nó lấy giá trị bên tay phải nha. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị là list user. Ví dụ ở đây thì ở bên này thì mình sẽ nhấn Ctrl S trước cho nó lưu này. Bên thằng hôm nha, giả dụ ở đây thì mình sẽ gõ một cái biến không hề có thật, đây chính là, là biến ABC Các bạn sẽ xem xem rằng là có gì xảy ra này, mình sẽ cho nó một biến là ABC, mình nhấn Ctrl S này Bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình sẽ refresh một cái các bạn này Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là nó báo lỗi các bạn này, nó nói rằng là ABC của chúng ta không được định nghĩa Và nó báo lỗi ngay tại dòng thứ 44 luôn như vậy rằng là nếu mà các bạn gõ sai ấy, thì nó sẽ báo lỗi và khi nó báo lỗi ấy, thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta nên đọc lỗi xem xem rằng là có điều gì xảy ra nha. Ngay tại đây này nó cũng đã báo lỗi cho chúng ta biết rồi các bạn này. Thằng ijs dòng thứ 44 này và lỗi tên lỗi là lỗi là này. Rồi, bây giờ thì thay vì cái ABC mình sẽ gán cái tên của mình đó chính là lead user. Thành ra rằng là bên này này nếu như rằng là các bạn là uh, truyền cái biến resource sang đúng không? Chúng ta dùng sai tên biến thì nó sẽ báo lỗi rồi mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thay cái thằng uh, list lead, uh, lead user của chúng ta vào đây. Và bây giờ mình quay trở lại và mình refresh các bạn này Bây giờ thì có một vấn đề thứ hai Đấy chính là là nó in ra object, object, object như thế này Chúng ta phải làm như thế nào Ở đây thì đối với những bạn ít kinh nghiệm ấy Các bạn sẽ không biết được rằng là tại sao nó lại in ra object như thế này Các bạn lưu ý rằng là đối với HTML ấy Cũng như rằng là đối với thằng JavaScript thông thường ấy Chúng ta chỉ in ra được các biến dưới dạng string uh, number thôi Còn nếu như rằng là các bạn dùng dưới dạng object ấy, nó không thể in ra được Bởi vì rằng là nó không hỗ trợ, đây chính lý do tại sao mà nó hiện dưới dạng object này các bạn này Nếu như rằng là các bạn mở cái dạng console.log lên ấy, các bạn thấy rằng là Một cái user của chúng ta nó là một object như thế này này Nó không phải là một chuỗi string, thành ra rằng là nó không thể in được Thì bây giờ thì làm sao để chúng ta gọi là chúng ta biết nó không thể làm được mà chúng ta vẫn muốn nó làm được Thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào đây chính là là các bạn sẽ cần phải con vớt cái thằng object này sang string này. Thì đối với thằng JavaScript ấy chúng ta có một cái method rất chi là chuyên nghiệp cũng như rằng là chúng ta dùng nó cực kỳ nhiều. Đây chính là là các bạn sẽ dùng cho mình cái hàm dây sau nha và chúng ta sẽ gọi từ cái hàm đấy chính là stringify đây các bạn này. Chúng ta sẽ gọi tới hàm này, đồng thời thì các bạn sẽ truyền vào cho mình cái biến list user của chúng ta thì à, tại sao mà chúng ta lại dùng được cái đoạn này? Các bạn lưu ý rằng là bên trong cái thằng ES đấy, đấy chính là việc các bạn có thể viết code JavaScript được. Thành ra rằng là chúng ta sẽ dùng được cái hàm json chấm stringify nha. Đấy rồi, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này. Điểm khác biệt giữa lúc trước và bây giờ, đấy chính là mình bọc cái biến của chúng ta bởi cái hàm này. Bây giờ mình quay trở lại và mình refresh, các bạn sẽ nhìn này ngay lập tức các bạn thấy rằng là đây chính là dữ liệu của chúng ta in ra đúng không nào? Nó đầy đủ 8 user của chúng ta luôn. Thì đối với DB của mình nó có 8 user, có thể rằng là các bạn sẽ nhiều hơn hoặc là ít hơn. Tuy nhiên rằng là, là bây giờ nó ở dưới dạng string, thành ra rằng là các bạn thấy được. Đây cũng chính là một cái kinh nghiệm đấy các bạn. Đây chính là là sau này các bạn thấy rằng là in ra dưới dạng object object ở phía phần view ấy, hay rằng là ở dưới dạng ở dưới phần terminal này, các bạn lưu ý rằng là các bạn sẽ cần phải convert nó nha, thì chúng ta mới thấy được giá trị như vậy rằng là về cái mặt mà lấy được giá trị và hiển thị thì mình đã giúp đỡ các bạn rồi trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể dùng vòng lặp Bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là dữ liệu của chúng ta nó đang ở dưới dạng array Và cái table này của chúng ta nó sẽ cần phải lấy động các bạn này Như vậy rằng là chúng ta sẽ lặp từng phần tử một của cái mảng này Sau đấy thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái bảng này Thì đây chính là, là công việc tiếp theo Tuy nhiên rằng là trước khi kết thúc video này Mình sẽ làm một điều nữa Đây chính rằng là, là mình sẽ chia tách code của chúng ta theo cái mô hình MVC cho nó chuẩn hơn ở đây các bạn thấy một điều đấy chính rằng là, là nếu mà chúng ta viết code như thế này ấy, theo cái mô hình mà chúng ta đang làm thì chúng ta chỉ có hai thành phần thôi đấy chính là view và controller đúng không nào? Từ view ấy nó sẽ gọi lên controller lấy dữ liệu và controller nó sẽ trả về dữ liệu cho view nó chỉ có hai thằng như vậy thôi. Thì trong thực tế đối với một cái function của chúng ta, một cái hàm ở phía controller nó không đơn giản như thế này đâu các bạn. Giống hệt như việc để chính là, là công ty phần mềm của các bạn ấy, nếu như rằng là công việc của chúng ta ít ấy, chúng ta chỉ cần hai người thôi, một đấy chính là, là thằng leader, hai đấy chính là tester đúng không? Là leader code xong thì đưa tester code luôn. Tuy nhiên rằng là dự án trong thực tế thì nó thường có nhiều phần, đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thuê thêm các thằng dev để tức rằng là các bạn sẽ cần phải chia nhỏ công việc ra đúng không nào? Thành ra rằng là những cái logic mà các bạn kết nối xuống DB như thế này này Chúng ta sẽ thường b bê vào bên trong phần service và về sau này thì chúng ta sẽ sử dụng thằng model ngay bên trong đấy luôn Tuy nhiên rằng là tại thời điểm bây giờ ấy, đối với cái mô hình chúng ta đang dùng ấy, chúng ta chưa định nghĩa model Thành ra rằng là chúng ta không thể sử dụng được cái thư mục model Thay vì vậy thì mình sẽ dùng một cái thư mục service nha Các bạn hình dung rằng là thư mục service ở đây nó sẽ tương đương hay còn gọi là tượng trưng cho cái model bên trong cái mô hình MVC nha để làm điều đấy thì bên trong cái thư mục service này này mình sẽ định nghĩa một cái một cái file mới nha mình sẽ đặt là crud uh, crud service này mình sẽ đặt như vậy đi và chấm js đấy rồi mình sẽ cho một cái file đặt tên gọi là crud service như thế này ví dụ như rằng là cái hàm này của chúng ta để lấy tất cả user đúng không nào thì ngay tại đây mình sẽ đặt một cái hàm nhé con sư tử này mình sẽ đặt là get all user chính bằng một cái function đấy rồi mình sẽ đánh ra như thế này nha đấy rồi thì đây chính là cái function của chúng ta để lấy ra tất cả người dùng đúng không nào và để sử dụng được cái function này ở những nơi khác bắt buộc các bạn sẽ cần phải export nó ra nha module.export chính bằng và đối với cái file này của chúng ta chúng ta sẽ có nhiều hàm thành ra rằng là mình sẽ export dưới dạng object xong đây chính là cái vấn đề đầu tiên vấn đề thứ hai để chính rằng là, là chúng ta sẽ cần phải kết nối xuống database đúng không nào để làm điều đấy thì ngay ở đầu hàm các bạn sẽ import cho mình cái biến connection nha. Đây, thì uh, nó đã gợi ý cho mình rồi, mình đã import cái biến connection từ cái database của chúng ta. Thì đây chính là bước thứ hai. Bước thứ ba, đấy chính là, là thay vì việc các bạn viết cái logic này, mình sẽ cắt nha, mình sẽ cắt cái logic này, mình sẽ bê bên sang cái thằng thằng service của chúng ta. Và ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta dùng cái phần uh, web thì ngay ở đầu hàm các bạn sẽ cho mình keyword async nha. Xong. Như vậy rằng là chúng ta đã có cái hàm get tất cả người dùng rồi. Và cái hàm này này, các bạn muốn dùng ở bên bên phía Home Controller nó muốn lấy ra dữ liệu đúng không nào? Thì ngay bên trong hàm này các bạn sẽ cần phải return nha, chúng ta sẽ cần phải trả về kết quả. Và ở đây thì mình sẽ trả về cái resource của chúng ta xong. Như vậy rằng là mình đã tách cái phần logic để giúp các bạn lấy data, chúng ta đã bê sang thằng service rồi. Và cái thằng service này nó sẽ chịu trách nhiệm gọi là lấy data cho các bạn. Thằng controller này nó giống như là thằng boss thôi. Nó sẽ gọi tới thằng service và nó sẽ gọi là nó lấy kết quả từ thằng service. Các bạn hình dung rằng là sau này các bạn muốn chế biến gọi là thêm mắm thêm muối bên bên phía phần này này thì nó sẽ giảm thiểu cái khối lượng code cho thằng controller của chúng ta. Bên phía controller này thì à, trước tiên mình sẽ đi import nha. Ở à, trước tiên thì mình sẽ đi định nghĩa cái hàng của chúng ta để chính rằng là, là get all user nha các bạn nha. À, thì bên này thì chúng ta đang định nghĩa gọi là get all user của chúng ta thì ở đây các bạn sẽ thêm cho mình cái chữ S nha đấy rồi để cho nó chỉ là số nhiều ấy mình sẽ đặt tên là như vậy sang bên này của chúng ta thì mình sẽ gọi từ nó các bạn này chính bằng require chúng ta sẽ tìm tới nó nha mình sẽ require này require mình sẽ đi tìm tới cái thư mục gọi là service của chúng ta service này và sau đấy thì mình sẽ gọi tới crud service xong và ở đây sau khi mà các bạn đã import xong ấy các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách gọi là giữ phím control và click chuột trái nha thì ở đây thì mình nhấn phím uh, Uh, sau khi mà mình nhấn như vậy thì uh, tại sao mà mình uh, ở bên này thì uh, mình không hiểu tại sao mà bây giờ mình lại không được các bạn này mình nhớ uh, đây uh, mình nhấn phím control và click chuột trái tuy nhiên rằng là uh, nó không click được thành ra rằng là bên này các bạn này trước tiên thì mình sẽ lấy ra một cái biến của chúng ta nha mình sẽ đặt để chứng rằng là last resource của chúng ta đây ngay tại đây các bạn này cái biến này của chúng ta chính bằng get all user xong, so, mình sẽ gọi cái hàm này của chúng ta xong, so, đấy rồi như vậy rằng là mình đã gọi từ cái hàm này của chúng ta rồi Và nếu như rằng là mình giữ phím control và click chuột trái các bạn này thì nó nhảy lên đây Tuy nhiên rằng là nó lại không chạy được cái phần này Mình cũng không hiểu tại sao mà thằng VS Code của mình nó lại không nó không gợi ý Thì ở đây thì mình sẽ nhấn phím control S cho nó lưu các bạn này Các bạn thấy rằng là nó có một cái một cái lỗi các bạn này Nó nói rằng là chúng ta import cái này À sorry các bạn nhé bên cái thằng đó, thằng thằng này thì chúng ta dùng cái cú pháp là require rồi nha các bạn nhé bởi vì rằng là chúng ta uh, chúng ta không config thằng ba bồ thành ra rằng là ngay tại đây các bạn sẽ sửa cho mình thành cái này Đấy chính là lý do tại sao mà nãy giờ nó báo lỗi đấy thì, rồi thì uh, mình sẽ cần phải sửa như thế này sorry các bạn nhé thì uh, do mình code fanen nhiều ấy thành ra rằng là ngay tại đây thì uh, nó bị uh, lỗi kỹ thuật một xíu các bạn thông cảm rồi mình sẽ thay cái này bằng đấy rồi như vậy rằng là mình đã fix lỗi của chúng ta rồi các bạn này Bây giờ mà nếu như rằng là các bạn quay lại phía home controller ấy, các bạn nhấn lại thì chắc chắn nó nhảy sang các bạn này. Đó. Thì đây gọi là một cái một cái một cái lỗi của mình các bạn sửa lại cho mình nha. Rồi. Như vậy rằng là ứng dụng của chúng ta nó đã chạy rồi. Đồng thời thì bên cái phía home controller mình đã chia tách code như thế này. Bây giờ mình quay trở lại và mình refresh một cái các bạn này. Ngay lập tức các bạn thấy rằng là ứng dụng của chúng ta nó quay 10 vòng Trái đất như thế này. Đồng thời thì nếu mà các bạn quay lại cái phần cốt của chúng ta ấy, nó bị lỗi các bạn này. Nó nói rằng là nó nói rằng là chúng ta bị một cái lỗi chúng ta không thể truy cập một cái gì ấy. Chúng ta không thể truy cập được cái biến kết quả trước khi chúng ta khởi tạo giá trị cho nó này. À, ở đây các bạn này, cái dòng quan sở đó lock, các bạn xóa cho mình nha. Đấy rồi, cái dòng này bị lỗi bởi vì là chúng ta không khai báo cái biến resort và chúng ta lại dùng nó ở đây các bạn này. Thành ra rằng là nó bị lỗi nha. Đấy rồi, mình nhấn Ctrl S này. Đây gọi là lỗi của mình thôi. Các bạn xóa cái phần log này đi. Và bây giờ các bạn quay trở lại nha. Chúng ta sẽ refresh lại các bạn này Các bạn thấy rằng là ngay lập tức chúng ta bị cái rỗng như thế này các bạn này Điều gì đã xảy ra ở đây Nếu như rằng là các bạn lăn chuột xuống dưới thì nó không hề gọi là nó không hề ra cái gì cả Ở đây thì khi nó bị rỗng ấy Các bạn lưu ý rằng là cái hàm get user của chúng ta nó bị rỗng các bạn này Sau này mà các bạn muốn check kết quả ấy Thì thứ nhất rằng là các bạn sẽ con sở lót tại đây Thứ hai rằng là các bạn sẽ chạy vào bên trong này các bạn này Các bạn sẽ con sở lót cho mình cái dòng ở đây đúng không nào thì ở đây lý do nó bị rỗng bởi vì rằng là cái hàm này của chúng ta các bạn này nó là bất đồng bộ nó có nó có ký hiệu async và await này các bạn này thành ra rằng là bên phía home controller ấy các bạn muốn lấy được kết quả đúng không nào thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải chờ nó thì ngay ở đầu hàm này các bạn sẽ cho mình keyword await nha chúng ta sẽ chờ chúng ta sẽ chờ cái hàm này chạy xong thì tao mới render ra dữ liệu còn ở đây thì ngay lần đầu ấy các bạn không chờ nó thành ra rằng là chúng ta không có dữ liệu nha Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đây và mình sẽ refresh các bạn này. Các bạn thấy rằng là ngay lập tức chúng ta đã có được dữ liệu rồi. Thì đây chính là một điều mình lưu ý cho các bạn nha sau này chúng ta dùng bất đồng bộ với thằng uh, thằng javascript thì uh, các bạn muốn nó chờ và chúng ta lấy được kết quả chính xác thì chúng ta sẽ dùng cho mình cái keyword async await đối với những cái hàm nào nó gọi api đối với những cái hàm nào mà nó thao tác với database nó tốn thời gian thì thông thường thì các bạn sẽ dùng cho mình cặp async await để hạn chế cái lỗi vừa rồi nha ở đây thì uh, sau này các bạn đi bất thì dĩ nhiên rằng là các bạn thấy rằng là tại đây nó trả ra kết quả đúng không nào tuy nhiên rằng là bên cái hàm này này nó không hứng được kết quả như vậy rằng là cái đoạn code này các bạn sẽ cần phải chờ thì đây chính là tư duy logic nếu như rằng là các bạn thấy rằng là code bị lỗi nha như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta lấy lên được dữ liệu cũng như rằng là chúng ta đã chia tách code theo mô hình MVC rồi thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review các bạn thay đổi nha thứ nhất rằng là bên trong cái file home controller các bạn này các bạn thấy rằng là mình đã định nghĩa một cái service của chúng ta đồng thời thì đối với cái hàm gọi là get home page thì mình đã gọi tới service và mình đã truyền dữ liệu qua view rồi này Ngoài ra thì mình đã định nghĩa thêm một cái service Các bạn thấy rằng là bản chất của cái service đấy chính rằng là chúng ta đã gọi là lấy bớt công việc của cái thằng controller Chúng ta share lại cho nó thôi chứ cũng không có gì cao siêu cả đối với thằng service này Cuối cùng rằng là bên trong cái file homepage các bạn này Các bạn lưu ý rằng là để sử dụng được cú pháp của thằng EJS chúng ta sẽ dùng cái cặp dấu đóng mở ngoặc như thế này này Đồng thời thì để hiển thị một object mình sẽ convert nó ra dạng string thì mình đã dùng cái thằng JSON này nha Và ở đây thì các bạn bổ sung cho mình cái phần action thì hôm sau thì mình sẽ làm những phần này tiếp theo như vậy rằng là trên đây chính là tất cả các file mình thay đổi trong video này. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có điều gì vướng mắc, cũng như rằng các bạn có bất cứ quan gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.